terminal này thôi. Rồi em sẽ mọc mã số nhân viên của em vô. Từng đóng số tiền đã đóng và còn nợ là bao nhiêu. Câu hỏi mình sẽ in bao nhiêu bảng thì em sẽ chọn là một bảng. Tụi em thì tự thiết kế nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Trường Thịnh, thầy cho tụi em ý kiến về cái mẫu nào thì nhìn nó được và nó dễ thi công, nó phù hợp với cái sức của tụi em. Làm phần cơ khí thì cũng hơi mệt tại vì đụng cái sắt thép. Thì với mục tiêu làm ra cái máy này thì tụi em rất mong nó được phổ biến, tại em nghĩ là cái ứng dụng của máy này có thể đưa ứng dụng khả năng rất là cao. Thì nó giúp cho phòng kế toán học sinh, kế toán tài chính của trường, các trường đại học có thể giảm tải được vào cái mỗi cái mùa mà đóng tiền.